Dạ vâng, chào mừng tất cả bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Mạn Audio Sài Gòn. Lời đầu tiên thì bên em cũng gửi lời chúc sức khỏe cũng như là chúc tất cả bác luôn luôn bình an nhé. Video ngày hôm nay bên em lại tiếp tục lên sóng với tất cả bác, đó là dòng dây của hãng Quest. Thứ nhất đó là những bộ dây AV, những bộ dây Canon cái đa bông sen và những bộ dây Canon đực cái hay còn gọi là dây ba lăng đấy. Rồi và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết những cái dòng dây này. Thứ nhất đó là dòng dây AV. Dòng này thì bên em bán cực kỳ là nhiều nhé. AV này bên em bán rất là nhiều. Dây này thì loại của nó là loại đồng mạ bạc. Loại của nó thiết kế 4 lớp chống nhiễu cực kỳ là tốt nhé. Và sử dụng đầu jack là đầu jack carbon. Nó được mạ vanadium cho độ tiếp xúc là được tốt nhất, chuẩn nhất nhé. Jack này là dòng jack khóa gen. Thì khi các bác mua về thì các bác nới lỏng ra như thế này. Nới lỏng như thế này nhé. Rồi mình cắm vào. Thì lần trước có một số bác thì mua dòng dây này và về cắm thì điện nói với em tại sao tiếng nó xè xè, nó không có hay. Thì khi em hỏi kỹ thì mới biết là bác cắm ngược điều hướng mũi tên. Đây. Nó sẽ có cái điều hướng mũi tên ở đây. Đây. Điều hướng mũi tên ở đây thì các bác lưu ý giùm em là cắm điều hướng đúng điều hướng mũi tên nhé. Góc là nó nằm ở CD, còn hướng đi ra là đi ra âm ly nhé. Tương ứng với chiều mũi tên ở trên dây này này. Đây. Những dòng dây mà nó có điều hướng mũi tên như thế này thì nó sẽ cho độ chống nhiễu là được tốt nhất và độ truyền dẫn âm thanh nó được chuẩn nhất nhé. Nên các bác cũng cắm theo đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Và khi bác liên hệ với em như vậy thì em hỏi thì mới biết là bác cắm sai chiều. Đó và khi bác cắm lại đúng chiều thì bác điện lại phản hồi là chất âm rất là hay, rất là sạch sẽ nhé. Dây này thì có chiều dài là 1 mét nha bác, và bên em đang phân phối cho tất cả bác với giá là 650 một đôi, là hai sợi như thế này, một sợi màu xanh và một sợi màu đỏ như thế này, cộng R và cộng L đấy đó nhá. Dây AV tiếp theo em đi qua cái dòng dây Canon cái đa bông sen. Dây này cũng có chiều dài của nó là 1 mét nha bác, 1 mét nhá. Dây này cũng bên em cũng bán theo cặp, một cặp là hai sợi như thế này, đây hai sợi nhá, ra bông sen. Rác bông sen này thì nó màu vàng nhé bác, nó cũng có những chặn đồng ở đây, đó, điều hướng mũi tên này và thương hiệu Quest ở đây, đó, đầu rác cũng là đầu rác khóa gen nha bác, màu vàng. Lưu ý với các bác là đầu rác này là đầu rác cái nhé, đầu rác cái này nó sẽ có 3 cái lỗ ở đây, còn những chiếc đầu đực là nó sẽ có 3 cái chăn lồi ra như thế này, các bác nhớ phân biệt chúng em nhé. Đó, dòng này thì để cho tất cả bác cắm từ vang số vang cơ xuống những có 5 ly nhé. Dòng dây rất là cao cấp cho một chất âm rất là hay, rất là sạch sẽ và rất là chi tiết của hãng Quest luôn nhé. Thì video này em sẽ giới thiệu những sản phẩm của hãng Quest QED nhé. Đó, đúng chiều mũi tên hết nha bác. Dây này thì bên em nhập về luôn, bên em không có thi công nhé. Đó, và bộ dây Canon ra bông sen này thì bên em đang phân phối cho tất cả bác với giá là 950.000 đồng một đôi nhé. Một đôi hai sợi như thế này nhá, 950 một đôi, bao ship cho tất cả bác. Rồi và tiếp theo em đi qua cái dòng dây Canon đực cái. Thì thời gian này thì có rất là nhiều bác sử dụng những bộ dây đực cái như thế này, bán rất là nhiều luôn nhé. Trước bên em có về được tầm khoảng mười mấy đôi á, thì em bán hết rồi, nay em lại tiếp tục về thêm. Đó, Canon đực cái này, loại này thì một cặp như thế này bên em cũng đang phân phối cho tất cả bác với giá là 950 nhé. Đó, đầu jack carbon rất là đẹp. Đầu jack này thì nó sẽ cho độ tiếp xúc là được tốt nhất, đảm bảo nhất và nó sẽ không bị oxy hóa theo thời gian nhé. Đó, dây mạ bạc. Tiếng rất là hay, nhiều bác khen hay. Chất lượng. Đó. Nó sẽ có những cái chặn đồng như thế này, cực kỳ là đẹp luôn. Dây về này thì chất âm cũng như là độ thẩm mỹ của nó thì không thể chê vào đâu được nhé. Dành cho bác nào muốn cải thiện độ sáng, độ chi tiết, dàn bác nào âm thanh đang còn tối tiếng, bí tiếng thì các bác lựa chọn dòng dây này thì tiếng của nó sẽ thoát hơn. Đó. Bát của nó cũng rất là ok nha các bác. Đó, dây Canon được cái 950 nhé. Rồi, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nhé. Bên em sẽ gửi hàng cho tất cả bác. Đó, bác nào chưa đăng ký kênh, nhấn đăng ký cũng như là nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất bên em đăng lên mỗi ngày. Thì hiện nay bên em vẫn chưa gửi hàng được ở một số nơi như là Long An,
như là Đồng Nai và Bình Dương. Đó, còn những chỗ khác thì bên em đã gửi được hết rồi. Đó, những bác nào ở những khu vực dịch đang còn phức tạp thì có thể thông cảm giùm em nhé. Rồi, thì em cũng xin kết thúc video ở đây. Đó, mọi chi tiết thì các bác liên hệ cho em theo số điện thoại là 0969 569 157 nhé. Zalo của em là 0962 182 145. Rồi chào các bác, hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào.